Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Xin chào tất cả các con. Chào mừng các con đã đến với lớp học của cô Huyền. Hi everyone. Welcome you guys to my class. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau học bài số 2, lesson 2 của unit 4, Our Bodies. Cơ thể của chúng ta. Trong buổi học trước, chúng mình đã học một số từ vựng liên quan đến chủ đề cơ thể. Đồng thời, chúng mình học về cấu trúc câu hỏi. What's this? Đây là cái gì? What's that? Kia là cái gì? Hôm nay, chúng mình vẫn tiếp tục học các từ vựng về các bộ phận cơ thể. Đồng thời, chúng mình sẽ học thêm về câu mệnh lệnh. Bây giờ, cô và các con sẽ cùng bắt đầu buổi học nhé. Let's go! 1. Look, listen and repeat. Nhìn, nghe và nhắc lại. Bức tranh A, các con nhắc lại theo cô nhé. Touch your nose. Hãy chạm vào mũi của con. Bức tranh B. Open your mouth. Hãy mở miệng của con. Bây giờ chúng mình sẽ nghe file nghe. Page 30. Lesson 2. Activity 1. Look, listen, and repeat. A. Touch your nose. B. Open your mouth. Mời các con nhìn vào hai câu ở trên màn hình, nghe và nhắc lại theo cô một lần nữa. Touch your nose. Open your mouth. Bây giờ, cô mời các con chuyển sang phần số 2. Page 2. Listen, point and say. Nghe, chỉ và nói. Trên màn hình, chúng mình có hai câu mệnh lệnh. Touch your. Chạm vào cái gì đó của bạn. Câu số 2. Open your. Mở cái gì đó của bạn, ví dụ như là mở miệng hoặc là mở mắt. Bây giờ chúng mình cùng quan sát các bức tranh nhé. Hình A, chúng mình có từ động từ touch, chạm, đi với bộ phận cơ thể là hair, tóc. Hình B, chúng mình tiếp tục có động từ touch, chạm và bộ phận cơ thể ears, những cái tai. Hình C, open, mở và bộ phận cơ thể mouth, miệng. Hình D, open, mở và bộ phận cơ thể eyes, mắt. Tùy vào những bộ phận cơ thể thì sẽ đi với động từ tương ứng. Bây giờ cô mời các con lắng nghe file nghe và chỉ vào bức tranh đúng nhé. Page 30. Lesson 2. Activity 2. Listen, point, and say. A. Touch. Hair. B. Touch. Ears. C. Open. Mouth. D.
Open. Eyes. Touch your hair. Open your mouth. Như vậy, câu đầu tiên người ta nói rằng touch your hair. Chạm vào tóc của bạn. Nhắc lại theo cô nhé. Touch your hair. Câu thứ hai. Open your mouth. Mở miệng của bạn ra. Như vậy mình sẽ chỉ vào bức tranh A và bức tranh C. Bây giờ cô mời các con chuyển sang phần số 3 nhé. Three. Let's talk. Hãy cùng nhau nói nào. Trong phần này, chúng mình tiếp tục ôn tập hai cấu trúc touch your, chạm vào cái gì đó của bạn, và open your, mở cái gì đó của bạn. Ví dụ, cô mời các con đặt câu, hãy chạm vào mũi của bạn nào. Touch your nose. Nhắc lại theo cô nhé. Touch your nose. Câu số 2. Mời các con nói. Hãy mở mắt của bạn. Open your mouth. Open your mouth. Các con làm rất tốt. Bây giờ chúng mình cùng chuyển sang phần số 4. 4. Listen and number. Nghe và đánh số. Ở phần bài này, các con sẽ nghe và đánh số từ 1 đến 4. Bức tranh A, chúng mình có thể nhìn thấy bạn ấy đang chạm vào mũi. Chạm vào mũi là gì nhỉ? Touch your nose. Nhắc lại theo cô nhé. Touch your nose. Bức tranh B, bạn nữ đang mở miệng. Mời các con đặt câu, hãy mở miệng của bạn ra. Open your mouth. Open your mouth. Bức tranh C, bạn nam đang mở mắt, mời các con đặt câu, hãy mở mắt của bạn ra. Open your eyes. Open your eyes. Và hình D, bạn nữ đang chạm vào tóc của mình. Mời các con đặt câu. Hãy chạm vào tóc của bạn. Touch your hair. Touch your hair. Bây giờ, cô Huyền sẽ mở file nghe. Các con sẽ nghe hai lần. Lần thứ nhất, nghe và tự làm.
Lần thứ hai, nghe và kiểm tra đáp án. Chúng mình cùng bắt đầu nhé. Page 31. Lesson 2. Activity 4. Listen and number. 1. Open your mouth. 2. Touch your hair. 3. Touch your nose. 4. Open your eyes. Lượt số 2. Mời các con nghe và kiểm tra kết quả ạ. Page 31. Lesson 2. Activity 4. Listen and number. 1. Open your mouth. 2. Touch your hair. 3. Touch your nose. 4. Open your eyes. Bây giờ, cô mời các con chuyển sang phần số 5. 5. Look, match and read. Nhìn, nối và đọc. Các con sẽ quan sát các bức tranh và nối các động từ ở cột phía bên trái với các bộ phận tương ứng ở phía bên tay phải. Bức tranh đầu tiên, bức tranh số 1, mình có thể nhìn thấy bạn nữ đang chạm vào khuôn mặt của mình. Chạm vào khuôn mặt của mình sẽ là touch your face. Nên câu 1 sẽ đi với câu B. Các con nhắc lại theo cô nhé. Touch your face. Câu số 2. Bạn nam đang chạm vào tai của mình. Touch your ears. Touch your ears. Câu số 3. Bạn nữ đang mở mắt. Open your eyes. Open your eyes. Và câu số 4. Bạn nam đang mở miệng của mình. Open your mouth. Open your mouth. Các con làm rất là tốt. Bây giờ, cô mời các con ôn tập lại các câu này một lần nữa trước khi chúng mình chuyển sang phần tiếp theo. Mời các con nghe và nhắc lại theo cô nào. Touch your face. Touch your ears. Open your eyes. Open your mouth. Mời các con chuyển sang phần cuối cùng. Six, let's play. Hãy cùng nhau chơi nào. Trò chơi này có tên là touch your hair. Chạm vào tóc của bạn. Cách chơi như sau. Các bạn sẽ xếp thành một hình vòng tròn và có một bạn quản trò. Bạn quản trò sẽ dùng các câu mệnh lệnh như là touch your hair. Touch your nose. Touch your face. Open your eyes. Open your mouth. Và các bạn khác sẽ làm những hành động tương ứng. Bạn nào làm sai coi như là thua cuộc.
Các con có thể chơi trò này cùng với những người bạn của mình nhé. Như vậy, trong bài học ngày hôm nay, chúng mình đã được học thêm hai câu mệnh lệnh. Touch your, chạm vào cái gì đó của bạn. Open your, mở cái gì đó của bạn. Các con về nhà ôn tập lại hai cấu trúc câu này cùng với các từ vựng về chủ đề bộ phận cơ thể. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con trong buổi học tới. Goodbye! Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.